Thần tài đảm bảo tuổi Canh Tý sinh năm 1960 may mắn trúng lớn tiền bạc đổ về ầm ầm đổi đời, giàu nứt phách tháng 5 âm lịch. Hoan hỉ chào đón quý vị, cô bác đã quay trở lại và đồng hành cùng với KB Tử Vi trong chuyên mục Tử Vi hàng tháng mới nhất của 12 con giáp ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình xin kính chúc quý vị của bác thật nhiều sức khỏe, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý cô bác Canh Tý thân mến, bước chân trên đường đời ngày hôm nay, thử hỏi có mấy ai không phải phiền não về chuyện cơm áo gạo tiền. Sau từng đó ngót nghét nửa đời người vất vả tranh đua trên từng chặng đường thì có lúc nào cô bác được an vui được nở mày nở mặt. Với đời hay vẫn còn phải lam lũ vất vả ngày lo được đêm lo mất, chẳng biết mái tóc đã chớm bạc từ bao giờ. Có người vì mệt mỏi quá, đành buông cái nặng mà bỏ đi. Có người vì bất lực quá, chỉ biết đứng khóc ngẩn ngơ giữa cuộc đời vô thường nổi trôi. Nhưng cô bác Canh Tý à, ông trời sẽ chẳng lấy hết của ai cái gì bao giờ đâu cô bác nhé, cuộc sống là do mình lựa chọn. Nhưng bên cạnh đó cũng cần phải biết nắm bắt để có thể lội ngược dòng và đổi vận thành công. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian trước cô bác khó khăn, vất vả bao nhiêu thì tháng 5 âm lịch sắp tới sẽ được đền đáp hết bằng những thành quả mà cô bác sẽ đạt được. Nhờ có cát tinh song chiếu và sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của cô bác nên đây sẽ là tháng đại cát đại lộc, rất đáng mong chờ đúng không ạ? Ngay sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết, cô bác Canh Tý hãy theo dõi để không bỏ lỡ vận may của mình nhé! 1. Tổng quan cuộc đời và vận trình người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 5 âm lịch. Quý cô bác Canh Tý thân mến, xem tử vi chọn đời của cô bác thấy rằng bản mệnh có ý chí kiên định, vững vàng. Một khi đã xác định mục tiêu cho mình thì họ sẽ cố gắng hoàn thành, không bao giờ lùi bước, chấp nhận vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Do đó trong làm ăn kinh doanh họ thường gặt hái được thành công vang dội. Người Canh Tý thường mang trong mình tham vọng lớn, tuy nhiên nếu không biết cách điều chỉnh thì họ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách và dễ gặp thất bại. Trong suốt cuộc đời của người tuổi này ít khi gặp phải khó khăn về phương diện tài chính. Họ biết cách tiết kiệm lại thường hay tính toán chi li cho nên thường xuyên tích lũy được số tiền lớn để an hưởng tuổi già. Họ sống hòa đồng với mọi người xung quanh. Người tuổi này có khả năng giao tiếp vô cùng tốt, họ thích nơi đông người. Thích bầu không khí sôi động, náo nhiệt chứ không thể chịu đựng được cuộc sống buồn tẻ. Không những vậy họ còn có ưu điểm là chất phác, thật thà, không thích thể hiện bản thân và đặc biệt là không bao giờ coi thường người khác. Vào thời gian ấu thơ, nam giới tuổi Canh Tý có rất nhiều sóng gió. Tới thời gian trung vận, họ cũng sẽ vượt qua nhiều trở ngại khó khăn của cuộc đời. Vào khoảng thời gian này có phần hy vọng đầy đủ về sự nghiệp công danh, hậu vận thời điểm này thì an nhàn sung sướng. Nữ mạng có tuổi Canh Tý thường cuộc đời gặp nhiều sự may mắn vào lúc ấu thơ. Số mạng của họ có phúc đức nên cuộc sống tạo nhiều cơ hội thuận lợi để hoàn thành sự nghiệp một cách dễ dàng. Vào thời trung vận, họ đã thấy kết quả của sự sung sướng, thảnh thơi và an nhàn. Tuổi Canh Tý, cuộc đời tuổi nhỏ có nhiều sóng gió và trung vận cũng vượt qua nhiều trở ngại của cuộc đời. Hậu vận thì an nhàn sung sướng. Tuổi Canh Tý đường công danh khá tốt, nhưng bổn mạng thường yếu kém. Nếu có làm phước, ăn ở hiền lành thì được gia tăng niên kỷ, gian ác thì giảm. Công danh có phần lên cao về thời trung vận, gia đạo khá tốt, yên hòa vào hậu vận thì gia đình vui tươi và hạnh phúc. Sự nghiệp sẽ hoàn thành vào tuổi 27 trở lên. Cuộc đời của cô bác Canh Tý được dân gian lan truyền qua bài thơ sau. Canh Tý, mạng thổ cung càn, đất ở đầu vách khó mà tìm ra. Nhỏ thời vất vả phiêu lưu, lớn lên lập nghiệp lắm ưu lắm phiền. Số tuổi khẳng khái đảm đương. Thấy mạnh hiếp yếu thì thường nhảy vào. Bạc tiền như thể chim bao, giàu có như thể sớm vào tối ra. Tạo lập lắm cửa lắm nhà, mua cất rồi bán thế là trắng tay. Thấy người yếu thế cô đơn, có tiền cũng giúp chẳng cần đền ơn. Số tuổi có chức có quyền, có tay quán xuyến có quyền khiển binh. Vợ chồng xung khắc hay dày, thế mà con cháu đầy nhà phải lo. Quý cô bác Canh Tý thân mến, chắc hẳn quý cô bác đang cảm thấy buồn bã vì đã quá nửa đời người vất vả,
cực nhọc mà đến tuổi xế chiều vẫn chẳng có gì trong tay, chẳng có ngày nào được ngơi nghỉ. Thế nhưng cô bác ạ, đến tuổi này vẫn còn được sống khỏe đã là điều may mắn rồi, và sẽ có một ngày mọi thứ sẽ đổi thay. Cô bác hãy cố gắng thêm chút nữa thôi. Khi đến giai đoạn cuối cùng của cuộc đời ta sẽ chẳng quan trọng có bao nhiêu tiền bạc hay thành tựu, mà chính bản thân chọn tâm thái sống như thế nào mới là thứ quan trọng nhất. Tuổi Canh Tý năm 2024 đã bước sang độ tuổi 65, sống đến độ tuổi này, cô bác Canh Tý được gì và mất gì? Cuộc đời 65 năm là thời gian rất dài, nhưng khi giật mình nhìn lại, nó thoảng qua như nước chảy qua cầu, mãi mãi không bao giờ quay trở lại. Cuộc đời cô bác Canh Tý đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, nhưng có được bao nhiêu năm sống ý nghĩa với chính mình? Rất nhiều người theo đuổi địa vị, giàu sang, cuối đời cũng vẫn thở than, bệnh tật đã cướp đi nhiều thứ. Số đông cô bác Canh Tý phải lao theo cuộc sống với mong muốn đủ ăn đủ mặc, vậy mà cuối đời có người thì thong dong, kẻ lại vẫn nghèo đói, bệnh tật. Quý cô bác Canh Tý thân mến, nửa đời còn lại, vô thường lắm, bất cứ tham, sân, si nào cũng khiến ta mệt mỏi. Có những chuyện, những việc cần hờ hững thì hờ hững. Điều gì không làm rõ được thì không cần làm rõ. Người nào cần lướt qua thì lướt qua. Nếu chỉ biết nhớ mà không biết quên, biết cố chấp mà không biết khoan dung, chỉ biết mình mà không nghĩ đến người khác, biết nhận mà không biết cho, biết cầm lên mà không biết bỏ xuống, biết khôn khéo mà lại không biết vụng về, thì nửa đời còn lại sẽ u sầu, khổ não. Nửa đời còn lại hãy biết chúc phúc cho người khác. Ta đối đãi với người khác như thế nào thì người khác sẽ đối lại với ta như vậy. Lòng tốt và sự chân thành là ngọn đèn thắp sáng niềm tin và cuộc sống cho rất nhiều người. Oán, hận trong quá khứ hãy quên hết đi, buông bỏ cho nhẹ lòng để sống một cuộc đời an nhiên tự tại. Ta sống không thể làm hài lòng hết tất cả mọi người, nhưng ta vẫn phải sống với tấm lòng đầy nhiệt huyết và chân tình để nửa đời còn lại không phải hổ thẹn với lương tâm. Cô bác Canh Tý hãy nghe, hãy ngẫm và ghi nhớ để nửa đời sau của mình thật yên bình và hạnh phúc cô bác nhé. 2. Tổng quan tử vi tuổi Canh Tý 1960 tháng 5 năm 2024. Quý vị thân mến, dưới ảnh hưởng của cục diện xấu, người tuổi này thường xuyên vướng phải mâu thuẫn, xích mích với người khác. Những cuộc tranh cãi xảy ra liên tiếp khiến công việc khó có thể tiến triển suôn sẻ, thậm chí bạn còn tự làm xấu đi hình ảnh của bản thân trong mắt người khác. Một số người thiếu tập trung vào công việc, ham vui, nhẹ dạ cả tin cũng dễ vướng vào bẫy của kẻ xấu. Phương diện tài lộc không khá khẩm hơn khi bạn chưa tìm được hướng đi chính xác cho mình. Không những vậy, bạn dễ chi tiêu phung phí cho những mục đích không chính đáng. Một số người nông nổi dễ đầu tư lầm chỗ, khiến tình hình tài chính suy giảm, thậm chí phải vay mượn mọi người xung quanh. Tháng này, bạn có thể sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến bạn không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng nên vậy. Xét về địa chi, Tý gặp ngọ lâm cục diện tương xung, các phương diện cuộc sống đều gặp phải những trở lực đáng kể. Ở tuổi này, một số người Canh Tý đã về hưu, tuy nhiên có thể vẫn còn đặt nặng tâm trí ở sự nghiệp chưa thể dứt ra hoàn toàn. Trong tháng vận khí sụt giảm nhiều về khiến rắc rối nảy sinh liên tục, càng khiến bản mệnh lao tâm khổ tứ khôn nguôi. Bạn có thể phải chịu nhiều áp lực tâm lý vì nhiều vấn đề ngoài tầm kiểm soát của bản thân, làm gì cũng khó khăn, mưu sự khó thành. Tài lộc trong tháng có dấu hiệu suy giảm rõ rệt, các khoản thu hầu như đều lẻ tẻ vụn vặt. Sự vụ làm ăn hay kinh doanh đầu tư đều gặp nhiều bất lợi. Tiền vốn bỏ ra nhưng chưa chắc đã hoàn lại, chứ nói gì đến lời lãi. Gia đạo, tình cảm trong năm có nhiều xáo trộn. Quá nhiều vấn đề xảy ra khiến bạn phải lao tâm khổ tứ giải quyết hoặc đứng ra dàn xếp, khiến tinh thần rất căng thẳng, dễ trở nên cáu gắt làm ảnh hưởng tới hòa khí trong các mối quan hệ. Xét về thiên can, canh kim gặp canh kim là tỷ kiên, ở độ tuổi này. Bản mệnh tưởng chừng có thể yên ổn tận hưởng niềm vui nhàn thân nhưng do vận hạn trong tháng vẫn rất vượng nên có thể phải đương đầu với nhiều khó khăn. Cuộc sống có nhiều việc thất ý,
cạm bẫy rình rập nên bạn vẫn phải vất vả ngược xuôi. Có nhiều việc mất công mất sức mà chưa thể thu về kết quả như mong đợi. Đã vậy, dưới tác động của tỷ kiên, canh tí luôn phải đứng ra lo liệu nhiều sự vụ nghiêm trọng, phải tự thân vận động, làm gì cũng một thân một mình nên khó tránh tình trạng lao lực. Nhìn chung tháng 5 năm 2025 sẽ là thời điểm nhiều khó khăn với canh tí. Bản mệnh đã có tuổi nhưng vẫn phải đứng ra lo liệu, xử lý nhiều vấn đề khiến đầu óc căng thẳng, tinh thần sa sút. Điều này ảnh hưởng khá lớn đến sức khỏe của bạn. Là người đã có tuổi nên bạn cần lưu tâm nhiều hơn đến phương diện này. Bạn có thể tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống từ gia đình, quây quần bên con cháu, tâm sự và chuyện trò nhiều hơn với người thân để sớm giải tỏa tâm sự, sức khỏe nhờ vậy cũng có cải thiện phần nào. 3. Tử vi tuổi Canh Tí 1960 tháng 5 năm 2024 âm lịch trên các phương diện. Phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 5 âm lịch, về phương diện sự nghiệp, tháng này sẽ có không ít thách thức trong công việc chờ đón Canh Tí, nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Quan trọng là bản mệnh có đủ bản lĩnh để đương đầu với sóng gió hay không, sau đó mới có thể tận dụng được cơ hội. Tháng Kỷ Mùi, con giáp này khó phát huy năng lực vốn có của mình khi gặp những cản trở trong quá trình làm việc. Bạn những tưởng mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của mình, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm mới phát hiện không đơn giản như vậy. Có nhiều thời điểm, Canh Tí trở nên hoang mang vì những cơ hội bày ra trước mắt nhưng đi kèm với nó là sự mạo hiểm và thách thức. Bạn còn phải thường xuyên dè chừng những ánh mắt dòm ngó và soi mói từ đối thủ, tâm lý khá căng thẳng. Rất may là sau đó còn có sự xuất hiện của nhiều cát tinh sẽ giúp bạn nhanh chóng cải thiện tình hình, giành lại thế chủ động. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, bạn lấy lại nhịp độ khá nhanh. Đây cũng là lúc con giáp này tự tay xoay chuyển vận mệnh trong tháng. Chỉ cần bản mệnh giữ phải bình tĩnh để biết được thế mạnh của mình ở đâu và phát huy thế mạnh như thế nào để đạt được mục tiêu thì chắc chắn sẽ tìm được hướng đi phù hợp và đón đầu thành công. Dù hiện tại còn khó khăn ngăn trở nhưng rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Hãy dành thời gian này để học hỏi nhiều điều để dần cải thiện chất lượng công việc của mình. Phương diện tài lộc. Tài lộc của tuổi Canh Tí trong tháng 5 âm lịch được dự đoán không có quá nhiều đột phá. Ở thời điểm này nếu có thể duy trì tình hình ổn định, tập trung vào tích lũy, cũng được coi là tín hiệu tích cực. Nhiều người có tham vọng nhưng tiếc rằng thời điểm này cơ hội vẫn chưa đến. Tháng này thu nhập của bạn chủ yếu vẫn đến từ công việc chính, thứ tài không có nhiều. Do đó, bạn nên tập trung làm việc, nhất là trong thời điểm sự nghiệp đang có phần bấp bênh như hiện. Những nỗ lực của bạn chắc chắn sẽ đem tới kết quả xứng đáng. Cần lưu ý họa phá tài cũng dễ dàng xảy đến, hoặc nếu không cũng vấp phải chiêu trò cạnh tranh bẩn, hãm hại từ đối thủ. Bạn nên thận trọng trong những quyết định đầu tư, kinh doanh. Tốt nhất trong thời điểm này đừng vội khởi sự, nên dành tới lúc cát khí vượng hơn để nắm chắc phần thắng trong tay. Phương diện tình duyên. Bước sang tháng 5 âm lịch, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho Canh Tí. Những người tuổi Canh Tí sinh năm 1960 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc, bạn đã sống với nhau trọn đời, vì vậy bạn biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc và bao dung cho nhau. Trong tháng 5 âm lịch này, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Phương diện sức khỏe. Xem tử vi tháng 5 âm lịch, về sức khỏe, tháng này tuổi Canh Tí chỉ cần chú ý ăn uống khoa học, sinh hoạt điều độ thì không gặp vấn đề nào bất lợi. Ngoài ra, công việc bận rộn cũng dễ khiến bạn rơi vào tình trạng lao lực, bôn ba vất vả. Khi gặp tình trạng stress do áp lực công việc thì nên tìm cách giải tỏa tinh thần thay vì để dồn nén quá lâu. Bạn có thể bổ sung dưỡng chất cho cơ thể bằng con đường dinh dưỡng hoặc dùng thêm thuốc bổ,
nhưng cũng chớ nên lạm dụng và cần có tư vấn y tế của bác sĩ. Rèn luyện thể dục thể thao đều đặn cũng là cách nâng cao sức khỏe hiệu quả. Trên đây là phần luận giải chi tiết tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 5 năm 2024 âm lịch. Hy vọng những thông tin giá trị này sẽ giúp mệnh chủ đón thật nhiều may mắn và tài lộc. Đặc biệt hạn chế tối đa chuyện buồn, xui xẻo, tai nạn xảy ra. Để từ đó chuẩn bị tinh thần chào đón tháng mới viên mãn hạnh phúc nhé. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.